Trở lại với kênh audio của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị Dollar Cây Pol Audio. Báo cáo với quý vị là tất cả các hàng em bán online trên mạng nhé, tất cả những hàng này em ship toàn quốc và cho các bác kiểm tra hàng sau đó mới giao tiền. Nên là mọi vấn đề thắc mắc thì quý vị yên tâm. Em giao hàng đến tận nhà quý vị nào, cho quý vị kiểm tra hàng. Nếu hàng bị vỡ, hỏng, quý vị không nhận cho em. Bởi vì là bên vận chuyển, nếu mà vỡ, bên vận chuyển phải đền. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bán hàng bây giờ, gần thời gian gần đây là em bắt buộc các quý vị phải đặt cọc cho em. Bởi tại sao? Nhiều quý vị là cứ đặt cho sướng mồm. Đặt đến lúc em đóng hàng đến tận nơi rồi thì bưu điện hoặc nhà xe gọi thì toàn báo là công tác bị bận hoặc là không liên lạc được. Nên bất cứ một đơn hàng nào bây giờ, quý vị thông cảm đặt cọc cho em một chút để em lấy cơ sở chuyển hàng thôi. Không cần lấy nhiều. Em chỉ lấy tiền cước. Các quý vị không lấy thì có tiền cước đi về nước lại thôi, không cần nhiều. Đấy, mong quý vị thông cảm. Sau đây em test đôi Pol Audio này. Hãng Pol Audio này thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Giới thiệu ít thôi, em chỉ test cho quý vị nghe thông thông qua đây thì quý vị cũng xem luôn hình thức cũng như chất lượng em giới thiệu. Và giá của em nói em báo luôn trên này nhé. Giá của đôi loa Pol Audio này là 4 triệu 9 quý vị nhé. Đây, Pol Audio này giá 4 triệu 9. Quay mặt phía sau cho quý vị xem. Hàng còn rất là đẹp. Bên hông những chỗ này đây là băng dính này, quý vị về lau cạo đi. Băng dính đi vận chuyển em phải bó vào đây. Cho băng dính nó bó vào để cho nó chống bị xước sát. Còn về chất âm, vừa rồi giới thiệu về chất âm thì đã có rất nhiều clip của anh em audio giới thiệu trên đó rồi, em không cần nói nhiều. Giá của em nó 4 triệu 9. Sau đây mời quý vị nghe chất lượng âm thanh của em nó. Đề nghị quý vị nào muốn nghe chất bass sâu thì đeo tai phone giúp em, vì em thu âm bằng điện thoại nên là chất âm đến tai quý vị nó chỉ được khoảng độ 40 đến 50% thôi. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm mà thôi. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khổ, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghé thân thù chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ toàn tính thiện. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương. Đó là toàn bộ clip em test giới thiệu đến quý vị đôi loa Pol Audio. Đây, mắc của em nó, logo của em nó đây quý vị nhé. Hàng rất chất rồi, giá em đã báo. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em. Em trân trọng cảm ơn.